quay trở lại với chương trình đồng hành cùng sách của Thư viện Truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng TTTU Inspire Library. Trong những số lần trước, chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên được rằng chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một số cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh như cuốn Nói với tuổi 20. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một cuốn sách nữa của nhà sư Thích Nhất Hạnh, đó chính là cuốn sách Hạnh phúc, mộng và thực. Các bạn thân mến, sinh, lão, bệnh, tử luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng dường như chúng ta luôn luôn quên rằng có một điều hiển nhiên luôn tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Đó chính là có thể hôm nay chúng ta vừa gặp gỡ, vui vẻ, thân mật với một ai đó, nhưng sau khi quay lưng đi lại chẳng thể nào gặp nhau một lần nữa. Tất nhiên là về cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Vậy cuộc sống vô tình này có bao giờ khiến cho bạn đặt những câu hỏi liệu đâu thực sự là hạnh phúc và đâu là con đường để kết thúc những khổ đau, kết thúc những mộng ảo đến chẳng biết mà đi chẳng hay. Từ trước đến giờ chúng ta luôn chạy theo những điều viển vông không có thực ở hiện tại. Từ trước đến giờ có lẽ chúng ta luôn luôn chạy theo những ảo tưởng, mộng ảo ở bên ngoài, rồi lại tự mang những phiền muộn vào trong tâm trí của chúng ta. Về hạnh phúc ở đâu khi chúng ta cứ mãi mãi mê tìm ở một nơi nào đó xa xôi? Mà bạn không thử ngẫm lại, hạnh phúc là khi tâm tịnh tự nhiên, tâm an lạc tự nhiên tâm hồn sẽ hạnh phúc và bình yên. Cuốn sách Hạnh phúc, mộng và thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không hề chỉ cho chúng ta như thế nào là hạnh phúc, mộng là ra sao và thực tại là như thế nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một thế giới vô thường trong cuốn sách Hạnh phúc, mộng và thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách hiện đang có mặt tại Thư viện Truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng TTU Inspire Library. Xin mời quý thầy cô và các bạn sinh viên đón đọc và cảm nhận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.